Chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với High Hand One Love, hàng hiệu lướt chính hãng giá tốt. Vừa rồi em phải đi miền Nam vài hôm, hôm nay trở lại Hà Nội thì bị sốc nhiệt luôn. Và trong miền Nam thì trời khá là nắng ấm, còn ở ngoài này hôm nay nhiệt độ xuống thấp kỷ lục nhất trong năm nay, là xuống tầm 8 độ, ngoài trời tầm 8-9 độ, cực kỳ lạnh. Hôm nay em sẽ lên video giới thiệu cho bác một số mẫu giày mới về, mới đáp của bên em. Thì trên tay em là mẫu LV Major. Nhiều bác cứ bình luận, cứ hỏi là giá đâu. Thì các bác xem video, các bác chú ý giúp em ở trên góc trái màn hình, em có để size và giá ở trên đó. Thì đôi này thì chúng ta gọi là đôi Loafer Major. Thì nó có cái màu khá là đặc biệt, hàng là mới tinh 100%, làm bằng của nhà LV chính hãng. Và đôi này thì em sẵn hai size, là một đôi là từ 40 đến 40 rưỡi, và một đôi từ 41 đến 41 rưỡi. Hàng mới tinh, đầy đủ phụ kiện, màu xanh navy khá đẹp. Phần viền giày được làm một lớp da rất là hay. Thì đôi này đang bán hàng mới tinh là qua em là 19,8 triệu. Còn các bác ra hãng mua mẫu này thì giá cực kỳ cao đấy. Đôi này thì có size 40-40 rưỡi. Em thử xỏ thử chân, nhưng mà do là đôi này thì vừa chân em vừa đét luôn, nhưng mà do là không mang tất, với lại không có dùng đọt gót nên là không vào, mà cũng không muốn nút vào. Thì bác nào thích một đôi giày rất đẹp như thế này thì nhắn cho em nhé. Thứ hai là mẫu Monte Carlo. Các bác cũng đã biết về mẫu này quá nhiều rồi, nhưng mà đôi này là một đôi mới về và mới tinh và mới cứng. Kèm theo đó là nó là lớp LV da B, nên là cái tổng thể đôi giày rất là ngon. Các bác có thể thấy em đăng hình ảnh của đôi này rồi, nhưng mà đây là quay cận cảnh, quay kỹ để các bác xem là một đôi giày huyền thoại của LV nó như thế nào. Vì đây là tổng thể. Các bác nhìn chú ý cái form giày của Monte Carlo thì nó rất là đặc trưng, rất điển hình. Đặc biệt là giày chính hãng của Monte Carlo thì nó có cái form rất điển hình. Các bác xem kỹ từng chi tiết thì đôi này là đôi màu đen bóng, có hai vạt cờ màu đỏ và xanh, rồi khóa bằng thép không gỉ màu trắng. Đôi này rất là cứng cáp và da rất là đẹp. Mẫu này là mẫu tiêu chuẩn, mẫu tiêu chuẩn của nhà LV. Nó rất nổi tiếng, và chúng ta mang Monte Carlo thì mang rất là dễ chịu, êm chân, được rất nhiều người sử dụng. Đó, thì đôi mới tinh này có giá là 18,5. Với cái size của nó là các bác chân từ 39 đến 39,5, 40 tùy form có thể vào được. Do là con này là size 6, nhưng mà cái form nó khá là ôm chân. Vì thế các bác mà chân 39, 39,5 nó ok luôn, đôi này luôn. Cái form ôm chân và cái mu giày nó thấp. Đó, đôi này mới tinh nên là các bác sẽ có được hộp túi đầy đủ. Đó, một con giày size đẹp mà ngoại hình thì cũng đẹp luôn. Các bác nào cần một đôi giày mới nét này thì hay là cân nhắc em này. Em này là size đẹp đấy, 39, 39,5 cho đến 40. Tiếp theo là chúng ta có một mẫu Loafer. Mẫu này là có màu xanh đậm và có thiết kế khá đẹp. Màu này thì chúng ta có thể là mang với quần Âu màu đen bình thường, hoặc các loại quần phổ biến. Mẫu này nó cũng mang đồ khá là dễ. Rồi đôi này thì cũng mới tinh, với những dòng đế này thì lúc các bác đi có thể cất nhắc là cái dán đế luôn. Đôi này là size 40-40,5, mẫu Loafer. Các dòng mẫu Loafer sẽ phù hợp hơn cho chúng ta mặc những bộ suit, những bộ đồ Âu, và nó cũng phù hợp với khá là các bác đứng tuổi, rất là thích các mẫu này. Thì mẫu này chúng ta sử dụng bình thường, và hàng ngày thì chúng ta dùng si không màu cho nó, rồi chúng ta dùng kem dưỡng của Sapphire hàng Pháp là để dưỡng cho những đôi giày này. Nó không quá cầu kỳ đâu. Nếu các bác cần vệ sinh làm mới sạch thì alo em sẽ có
có shipper vào lấy về vệ sinh cho các bác. Những đôi giày hàng hiệu rất là ngon lành. Và tầm này thì hàng này là rất là đỉnh cao rồi đấy ạ. Tiếp theo, nếu các bác không thích đế cao thì các bác xem sẵn dòng đế bệt này. Đây là mẫu LV Hockenheim Mocassin, những dòng đế bệt, đế driver. Đôi này size 40, 39,5 đến 40. Với lớp da bê điển hình, kèm theo đó là bộ đế âm. Bộ đế âm. Tổng thể chi tiết rất ngon, không có gì phải bàn. Những đôi giày như thế này thì các bác có thể mang đi hàng ngày ok hơn, tại vì nó mang rất là dễ chịu. Là đôi này thì cũng là mới tinh nhá các bác, mới tinh luôn, hàng order mới tinh, giá rất đẹp. Các mẫu Hockenheim nếu mà chúng ta mua qua hãng thì mua qua store thì giá trên 22 hay 3 là bình thường. Còn nếu các bác mua qua này thì giá sẽ tiết kiệm rất nhiều. Đó là hàng mới. Còn chúng ta có một đôi hàng lướt. Đôi này là mẫu Penny Loafer. Penny Loafer là mẫu giày rất là đặc biệt. Nó được nhiều người yêu thích tại vì cái độ thanh lịch của nó. Nó có một cái giải vắt ngang phần mu giày. Ở đó nó khoét một cái lỗ mà nguyên thủy. Lỗ đó người ta thường cảm tưởng như bỏ lọt một cái đồng xu, nên người ta gọi nó là cái penny loafer, đã được phát minh ra khá là lâu rồi. Đôi giày này có lát giày thon gọn, nó là size 42, phù hợp cho bác nào chân 42 với chiều dài chân là từ 265 đến gần 270. Đôi này hàng lướt. Mua mới đôi này đắt phết đấy, nhưng mà đôi này em bán hàng lướt giá 16,5 triệu như mới luôn, tình trạng 99%, đã được dán bảo vệ đế. Những đôi này thì mang lên chân đặc biệt đẹp, đã được dán bảo vệ topi đàng hoàng, và tình trạng còn cực kỳ ngon. Thì các bác kết bạn Zalo với em nhé, thì tầm này là gần Tết rồi, nên các bác kết bạn Zalo với em, chốt đôi nào thì em sẽ gửi đi cho kịp chúng ta nhận hàng trong Tết. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.